Xin chào bà con. Thì hôm nay á mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái công tác mà làm cành cà phê khi mà đậu trái. Thì đây là một cây cà phê. Nói chung mình sẽ quay vòng tròn một tán đều của cây cà phê khi mà chưa làm cành nha. Nhưng mà cà phê này nó không được đẹp mấy. Thì vườn này của bà con nông dân nó hơi xấu, không được đẹp. Thì đây công tác mà tỉa cành sau khi đậu trái của cây cà phê. Thì đối với cà phê thì nó cũng gắn liền với bà con nông dân chúng ta rất là nhiều. Về công tác mà kỹ thuật làm cành hầu như là bà con nào chúng ta cũng nắm rất là rõ rồi. Thì cái này mình làm cành nói chung là đợt 2, một năm thì làm 2 đợt, có nghĩa là sau thu hoạch một đợt. Và cái thứ hai đó là sau khi đậu trái chúng ta làm đợt, nó là 2 đợt. Nhớ một năm chúng ta làm 2 vụ thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bà con về công tác đầu tiên. Bà con vô bên trong thân, bà con bắt đầu tìm những cái cành mà thứ nhất là cành khô nè. Cái thứ hai đó là những cành bánh tẻ, cành sát đất, những cành mà nó không có khả năng cho trái nữa, chúng ta bấm. Cái đặc biệt á, thì cái cà phê này chúng ta nói chung nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ, thì nó cũng đơn giản. Thì cái này nếu mà nói riêng về đối với nông dân ở Đắk Lắk, Tây Nguyên chúng ta thì rất là quen thuộc với cây này. Thì nên vấn đề làm cành á, thì đây mình chỉ chia sẻ cho những bà con chúng ta chưa biết về cây cà phê á, hoặc chưa làm lần nào thì bà con có thể xem và coi cái clip này. Còn đối với những bà con thông thuộc rồi á, thì con thể tham khảo thêm với cái clip này. Thứ nhất là những cành khô chúng ta bấm bỏ đi, rồi những cành chim, cành bánh tẻ mà nó không có trái, không tác dụng. Thứ nhất là nó bị chồng lá nhau, chéo lá nhau, bị rợp thân, rợp tán. Cái thứ hai nữa là những cái cành mà bị khô á, rồi con cấm bấm hết cho mình nha. Thứ nhất là con bấm mà con phải quan sát theo cái chiều tán của cà phê. Con làm nói chung là con phải cho có một độ thông thoáng, nói chung là để cho ít có rệp sáp, rồi nói chung là côn trùng ẩn nấu rồi đó, rệp sáp rồi rầy đó mọc đục cành. Nếu con để rậm quá dẫn đến tình trạng mọc đục cành á, nó đục cây cà phê chúng ta rất là nhiều. Nên khi mà làm á, bà con làm theo hướng là từ dưới bà con làm lên, có nghĩa là con bấm quan sát đi hết một vòng tròn là hết luôn cây cà phê, để tránh tình trạng mà con chúng ta hay làm cành, có nghĩa là làm dưới đi hết dưới xong làm trên thì nó hơi mất thời gian. Thay vì đó bà con quan sát hết dưới, bà con làm xong bắt đầu chuyển lên trên, bà con đi hết một vòng nó sẽ hết. Thì cái này mình sẽ chỉ cho con rất là chi tiết về những cái cành khô, cành bánh tẻ. Bà con làm cho mình bấm bỏ hết. Bà con nhìn đấy nha, những cái cành nào mà không có trái á, mà rậm thì mình sẽ bấm hết bỏ hết, quan sát nữa. Xem những cái cành mà nó khúc vào nhau á, nó chọt tán vào nhau bà con bấm luôn. Đó, những cái cành mà chim thế này á, bà con bấm luôn, lặt bỏ hết luôn. Những cành nào không quan trọng con bấm lật bỏ hết cho mình. Hiện tại là cây đang làm cành, khi tí nữa mình sẽ quay cho bà con hai cây cà phê, có nghĩa là cây đang làm và cây thứ hai mình sẽ quay bà con xem làm. Mình làm hai cây thì mỗi khu vực, mỗi vườn thì mỗi cây cà nó khác nhau, nên không phải mình lựa cà đẹp mình quay bà con, có nghĩa là những cái cây nào nó xấu cần khắc phục hay làm gì đó mình sẽ quay những cái đó. Vì không phải là mình lựa những cây đẹp mình quay để cho chứng tỏ là cà đẹp, có nghĩa là có những vườn của nông dân họ cây cà phê họ xấu thì mình phải chăm sóc, hướng dẫn cho nó đẹp lên, có những cái đẹp thì mình chăm sóc nó đẹp thêm. Đó là cái vấn đề mình chia sẻ. Thì cái nhất mùa này á, thì con cũng cần thứ nhất là thuốc côn trùng, nghĩa là thuốc sâu á, con phải phun phòng để tránh rệp sáp rồi á. Mùa này rệp sáp hơi bị nhiều để cho cà phê chúng ta nó được thông thoáng, ít rệp sáp. Đó, những cái cành bánh tẻ như thế này á, không có tác dụng con bấm hết nha. Mình sẽ quay rất từ từ và chi tiết cho bạn và con xem nha, về công tác bấm cành. Những cành sát đất như thế này nè, nhắc lại là những cành sát đất như thế này thì bà con bấm bỏ đi. Vì nếu không bấm bỏ, thứ nhất khó cho bà con, thứ nhất là cái công tác mà hái cà, bà con dân bạc rất là khó, chung mà kéo bạc, đẩy bạc rất khó. Nhưng những cành đó, thứ nhất là không có trái nữa, nó rợp cành, nó không có trái, không có tác dụng gì hết, bà con bấm hết cho mình. Cái này mình quay sát thân từ trong dưới đất, đúng không? Mình quay con những cái cành nào không quan trọng mình bấm bỏ hết. Đó, hai cái cành dưới đất mình đã bấm bỏ hết rồi, giờ tiến hành là những cái cành chim, cành bánh tẻ, cành không có cần thiết mình cũng bấm hết, lật bỏ hết. Đó, xong một vùng rồi đó thì bắt đầu chuyển qua vùng 2. Mình sẽ đi từ từ cho hết tán cà phê luôn. Để con xem và quan sát nha. Thì về cái này chủ yếu bà con nhìn vào cách mình làm á, thì nó sẽ đơn giản hơn. Vì cái nói này đôi lúc á, là những cành chim và bánh tẻ bà con quan sát không kịp á, vì cái hình ảnh mình quay với hình ảnh mình làm thực tế thì nó nhìn sẽ khác nhau. Đó, còn thấy không, hồi nãy nó rất là rộng, bây giờ mình tỉa được một phần gốc rồi, nó đã thông thoáng hơn nhiều rồi.
bà con nhớ quan sát cành chồi bà con bấm luôn. Thì mùa này cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mà làm cành làm chồi cho cây cà phê, nên qua đó công tác mà chăm sóc của bà con thì nó cũng rất là nhiều việc đó. Vào này mùa mưa nữa, lúc đó qua đó bà con còn làm cỏ nữa. Cái đó những cái việc mình chia sẻ thôi, còn thật chắc thì nông dân chúng ta những cái đó thì hầu như là gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta rồi. Nên cây cà phê là cây rất quen thuộc. Thì clip này mình nhắc lại, mình chỉ quay và chia sẻ những cái việc ở bà con ở nông dân ở Nam tỉnh Tây Nguyên hay làm cho cây cà phê. Đó, bà con quan sát nha. Thứ nhất thì làm cành này, nếu bà con làm kỹ thì cây cà chúng ta sẽ xanh đẹp. Nói chung là tập trung dinh dưỡng, nuôi vào trái thì trái sẽ to, khỏe và chắc hơn. Còn nếu bà con không làm thì thứ nhất là cây nó rợp, sẽ không có trái. Thứ hai nữa là cây sẽ không được khỏe vì tập trung nó nuôi nhiều cây, rợp tán nên là cây sẽ yếu hơn. Đó, mình quay á, rất là chi tiết. Những cành nào khô hay là sát đất á, đầu ngọn mình cũng hướng dẫn bấm hết cho bà con rất là chi tiết á. Thì sau khi mà thu hoạch trái thì mình cũng có làm clip cho bà con là hướng dẫn để cành tạo tán sau khi thu hoạch. Mình cũng có làm một clip cho cây cà phê rồi. Thì hiện nay bà con ta trồng cà phê nói chung là cũng rất nhiều giống. Giống TS4, TNR4, rồi xanh lùng, rồi TR9, nói chung là rất nhiều giống để cho bà con ta chọn trồng. Thì cái đó, những cái giống nào bà con thấy năng suất đạt thì bà con có thể lựa chọn cho mình một cái dòng năng suất cao để trồng. Thì hiện tại bây giờ bà con trồng nhiều nhất đó là TR4 và TS9. Hai giống đó là thị trường đang chuộng nhất của bà con nông dân ở Nam tỉnh Tây Nguyên. Đó, hồi nãy giờ mình hướng dẫn bà con á, nghĩa là mình cắt tỉa rồi, nó cũng rất là thông thoáng được một phần rồi. Thì tí nữa mình sẽ gần hết một vòng tròn, mình sẽ quay vào ông xem về cây sau khi mình làm cành rất là thông thoáng. Thì clip này mình quay có nghĩa là hai cây cà phê, một cây trái ít và một cây trái nhiều để chúng ta làm cành. Thì cà phê mỗi vùng nó mỗi khác nên là quá trình chăm sóc nó cũng hơi khác nhau. Ở trong mùa này bà con làm nên là kỹ càng một xíu, và bà con cũng lặt những lá già bà con sẵn làm luôn. Vì cái này mỗi bà con tùy vào mức độ kỹ của bà con. Nhưng mà con nào làm cho của nhà hay của riêng mình thì phải hỏi yếu tố nó kỹ càng hơn so với những bà con ta làm công. Thì đôi lúc nó mình cắt tỉa nó sẽ không được đạt. Đây, như đây là mình quay cho con xem đó. Sẽ có hai cành mà sàn đất này thì mình tiến hành. Mình sẽ bấm bỏ luôn hai cái cành sát đất này. Thì tí nữa mình sẽ quay lại hết cái phần mặt dưới cho bà con xem. Rất là thoáng. Ban đầu vô rất là rậm, không có chỗ vô luôn. Thì dẫn đến tình trạng mà bà con mà muốn mà sau này thu hoạch trái bạc nó rất khó. Đó là với những vùng đất mà bằng nha. Còn với những vùng đất dốc, đất nghiêng, chúng ta có cái công tác làm cành lại khác nữa. Thì đó mình nhắc nhở cho bà con. Thì clip này cũng rất là dài nên bà con cứ xem cho mình về công tác mà làm cành. Con quan sát ở trong á, và những cành chim nào không quan trọng con bấm bỏ hết cho mình đi. Con nhớ nhìn nữa nha, nghĩa là nhìn từ trong ra ngoài thân, cái cành đó nó không có trái và cành nó không có tác dụng thì con cứ bấm đi. Nói chung là cây gì, bất cứ một cây gì chúng ta cần phải độ thông thoáng và phải làm cành để cho cây nó đạt năng suất. Còn một cây mà con không làm á, thì nói chung là nó rậm rạp. Thứ nhất là nấm bệnh nè, cái thứ hai nó là côn trùng ẩn nấp nè. Cái thứ ba là năng suất nó không được cao. Cái thứ tư là dinh dưỡng mà con cung cấp cho cây sẽ nuôi hết vào phần đọt lá, phần thừa của cây, nó không có hiệu quả. Đó là những cái vấn đề cơ bản mà mình chia sẻ với bà con. Thì bà con cứ xem hết clip đi. Mình sẽ làm hết hai cà phê này và sang cây thứ hai mình sẽ quay cho con xem hai cây sát nhau, một cây trái và một cây ít trái. Xin cảm ơn bà con ạ.